Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con Lenovo ThinkPad X1 Carbon nha mọi người. Đây là màn hình 14 inch Full HD. Nói chung là ThinkPad X1 Carbon thì nó là dòng cao cấp á mọi người, cho nên nó là mẫu mã đẹp và xài rất là sướng. Màn hình 14 inch Full HD mọi người, nó rõ cực kỳ luôn, rất là đã. Thì cái mẫu này mình đã từng view nhiều rồi, nó là ThinkPad X1 Carbon, tên của nó là Gen 5, nhưng nó là dòng Gen 5, nó có hai đời mọi người. Gen 5 nó có đời i5 6300, i5 7200, i5 thế hệ 6, i5 thế hệ 7, thì này là i5 thế hệ 7 nha mọi người. Đây nè. Đó, tên là Gen 5 thôi, tại vì trên X1 Carbon là cái tên nó khác á mọi người. Đó, và RAM 8GB, SSD là 128GB. SSD thì mình có thể nâng cấp được nha mọi người. Ví dụ như mình có thể là nâng cấp lên 256, 512 hay 1TB gì đó là đều được hết. Đây là cái màn hình mà 14.5 lộn 14 inch nè, có thể bật ngửa như thế này. ThinkPad X1 Carbon thì rất là nhẹ mọi người. Nó chỉ có 1.1kg thôi, rất là nhẹ ha. Ngõ sạc bằng Type C và kết nối ngõ Type C nè mọi người. USB, HDMI, nói chung là nó có những cái ngõ kết nối gì á là nó đều đầy đủ hết. Máy là mình báo giá mọi người cực kỳ rẻ luôn. Cái con này thì nó có phím LED nha mọi người. Đây là cái bảng mà đây nè. Đây là mọi người nè, tại vì đó có phím LED để mà làm việc ban đêm á. Và mình có tặng cho mọi người cái tấm dán phím quốc tế, mọi người dán lên một cái là gõ là y như là máy quốc tế luôn, vẫn zin nguyên nè, không zin nguyên của máy Nhật nè, rất là mềm và đã mọi người, không bao giờ bị vấp hay gì hết trơn á, gõ rất là sướng. Và có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế đó, nó như thế này nè, nó như thế này nè, nó như như thế này nè đó mọi người. Đó là mình dán những cái quốc tế lên đó thì nó sẽ mất cái ký tự Nhật đi, nó mất những cái ký tự Nhật ở dưới và những cái ký tự nó lộn xộn gì theo kiểu gõ quốc tế là nó đều y chang hết, y như máy quốc tế luôn mọi người ha. Mình dán lên thôi, không có ảnh hưởng gì tới máy hết. Nó là i5 nè, 7 gen nè mọi người, i5 thế hệ 7. Các góc cạnh nè, bàn ra chuột cũng rất là êm. Ok nè, mình check cái series của nó, mình check series của nó nha mọi người. Đây, nó là được sản xuất và được bắt đầu bán từ tháng 11/2018 nha mọi người. À, Gen 7 nhưng mà nó lộn xin lỗi mọi người, thế hệ 7 nhưng mà bắt đầu bán từ tháng 11/2018 nha. Cái mẫu máy còn rất là ok, pin mình bao cho mọi người trên 3 giờ ha. Máy là cực kỳ ok, hoạt động hoàn hảo. Máy kèm sạc zin, kèm sạc Type C zin của ThinkPad. Có điều là con này thì nó có bị phản quang ha. Giá chỉ có giá cực kỳ rẻ luôn. Mình bữa nay mình bán cho mọi người chỉ có 4.3 triệu thôi cho con máy này. Nói chung là 4.3 triệu mà mọi người mua được một con ThinkPad Gen 5 i5 thế hệ 7, RAM 8 là mình nghĩ là rất là ok luôn á mọi người, chưa bao giờ mà giá nó như vậy hết. Trên màn hình nó có phản quang nè, trên nền trắng nó hơi trắng nhẹ nhẹ, hai cái đường này chỗ này nè, với lại đây mấy chấm chỗ này nó hơi trắng hơn bình thường một chút xíu trên nền trắng. Còn nãy mọi người xem video đó, trên nền khác là không có thấy, trên này khác là không có thấy gì đâu mọi người, đều là ok hết. Tại đây là nó phản quang thôi, cái nó không có phải là bị sập hay gì hết. Và những ai mà mua máy mà bị phản quang, có nghĩa là trên màn hình nó phản quang, dù là mình bán cái giá là phản quang là mình trừ tiền màn hình, sau này mọi người thay cũng không có bị gọi là thay cũng sau này nó hư thay thì cũng giống như cái tiền mình bớt á, là đúng ra không phản quang á thì mình bán giá khác. Còn nó phản quang á, như cái con này mình bán chỉ có 4.3 triệu thôi mọi người, máy kèm sạc pin vẫn rất là trâu đó. Và mình bao test cho mọi người 2 tuần về những cái lỗi mà phản quang, ví dụ như vậy để mọi người thấy được là nó không có loang gì hết. Mình bao mọi người không có loang, không có gì hết, mọi người về test thoải mái nha. Đó, ngoại hình thì đây, mình đem ra ngoài sáng mình quay cho mọi người luôn. Đây mọi người, đây ha, cái ThinkPad thì nó là gọi là cái vỏ, nó là vỏ carbon xong rồi phủ nhung vô. Nếu mà nhìn theo hướng, tùy theo cái hướng mà mình nhìn mọi người, nhìn nghiêng thì nó sẽ đương nhiên rồi, cái gọi là nhung, mà cái lớp nhung mà trên ThinkPad thì nó như vậy, nếu không có bị trầy xước hay là bị cấn móp nhiều á là ok rồi nè. Chữ Lenovo rồi nè mọi người nè ha. Đó, các ngõ kết nối máy là cực kỳ ok, zin đét luôn á mọi người, zin nguyên hết. Đây nè, cả cái đát của nó nè, đây nè, sản xuất bắt đầu cái đát sản xuất nguyên một cái đát luôn là tháng 3/2018, xong bắt đầu mở bán là tháng 11 đó mọi người. Tại vì á là nhà mình á là lấy hàng nhập từ công ty á, nhập nguyên một ri từ công ty,
chung một đát là tháng 3, tháng 6 hoặc là nhiều khi là tháng 9 ví dụ vậy. Đây là bát tháng 3 ha. Đó mọi người ha. Ai chốt thì inbox mình chỉ có 4 triệu 3 thôi. Có cấn một xíu xìu xìu chỗ này nè. Hơi mót một tí, rất là nhẹ luôn. Đây, cái này nó dính cái gì mình cũng không biết nữa. Cái này là cái gì đây? Dơ thôi, không gì hết. Đây mọi người ha. Rồi ai chốt thì inbox mình, cảm ơn mọi người nhiều. Cọc 1 triệu mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người ha. Thinbac X1 Carbon sản xuất 2018. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.